Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay hiện tại mình đang có mặt tại lễ khởi công xưởng may của công ty may Sông Hồng tại xã Nghĩa Phong. Hiện tại thì mình đang theo đoàn diễu hành của công ty may Sông Hồng từ Hải Hậu và Xuân Trường sang bên xã Nghĩa Phong nhá. Tiến hành khởi công nhá. Đây mọi người, đây là đoàn diễu hành nhá. Khách nghịch cửa. Chúng ta phải phải quay lên thôi hay là cái gì? Cháu quay cá nhân thôi. Khánh thành khởi công cái xưởng may ở bên Nghĩa Phong. Bên Nghĩa Phong hả? Vâng, may khởi công. Tất cả các công nhân sang đấy dự hết mà. Làm gì đã đi được thế? Nhiều đấy, nhìn thấy cá này chắc tương đối. Còn là mỗi một tổ là nó bao nhiêu người thôi. Con đá thì nó sẽ đầu sông cả. Bên Nghĩa Phong này có cái máy cầu. Ngay cầu này mấy trăm mét này.